Thưa quý vị và các bạn, là một nông dân cắn bó với đồng ruộng, chị Nguyễn Thị Hiền ở xã Đông Tảo huyện Khói Châu luôn chăn trở tìm cách để làm giàu trên chính đồng đất quê hương. Nhận thấy nhiều loại cây ăn quả đặc sản của Hương Yên phù hợp với thổ nhưỡng của gia đình, chị đã mạnh dạn đầu tư, lựa chọn trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa. Hiện nay gia đình chị Hiền đang trồng 3 mẫu cây ăn quả, gồm các loại cây như bưởi, nhãn, táo, Đài Loan, Chia sẻ cách làm vườn, chị Hiền cho biết quan trọng nhất là khâu chăm bón phòng trừ sâu bệnh cho cây, giống cây tốt hợp chất đất, nhưng nếu không cân đối dinh dưỡng, kịp thời trừ bệnh hại, chất lượng quả sẽ không ngon. Chị ưu tiên sử dụng các loại phân hữu cơ kết hợp với các loại chế phẩm sinh học vừa bảo vệ cây vừa bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Vì vậy vườn cây ăn quả của gia đình chị luôn được khách hàng đặt mua, trung bình mỗi năm gia đình chị xuất bán 10.000 quả bưởi, 8 tấn nhãn, 1,5 tấn táo. Trừ chi phí, cho thu lãi khoảng trên 300 triệu đồng mỗi năm.